Vũ Anh xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn những tràng pháo tay giòn giã của quý vị đã cho Vũ Anh thật nhiều cảm xúc. Và kính thưa quý vị, bên cánh võng đông đưa, mẹ là người ngồi ru ta từng ngày, nhưng mà cũng chính là ru thân phận mẹ với cuộc đời đôi khi có những lúc buồn tên. Và cánh cò yêu thương tình mẹ đó đã nuôi chúng ta khôn lớn từng ngày và cho chúng ta những ước mơ bay bổng. Mời quý vị thưởng thức sau đây giọng ca của nữ ca sĩ Phương Dung với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức, Mẹ là cánh cò yêu thương. Phương Dung xin kính chào quý vị. Phương Dung cũng xin chia sẻ là mỗi khi mà được hát về mẹ thì Dung rất là hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi khi mà nghĩ về mẹ, Phương Dung lại nhớ về những ngày mẹ sinh ra mình, khó khăn đến cỡ nào. Điều đó luôn làm Dung xúc động. Và Dung cũng hy vọng rằng những điều xúc động đó không làm cho mình quên đi nhiệm vụ của một người con. Và nhất là ngày hôm nay, mình phải tập trung để bài hát của mình đã được suôn sẻ để gửi đến quý vị. Một lần nữa, Phương Dung xin cảm ơn quý vị. Con tập đi mẹ diều.
mẹ yêu con, sớm nắng chiều mưa bao gian khó. Mẹ yêu con, thao thức đêm dài giấc ngủ con tròn. Mẹ yêu con, thân cò dầm sương bây giờ mẹ. Xin cảm ơn quý vị. Phương Dung cũng xin được chia sẻ là những ca khúc về mẹ mà ngày hôm nay Phương Dung thể hiện là lần đầu tiên Phương Dung hát, cho nên nó cũng chưa có thấm được và nó cũng chưa có truyền tải hết được những cái tâm sự của mình. Mong rằng nếu như mà có gì thì xin quý vị thương mà bỏ qua. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một ca khúc tiếp theo là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung để viết về một nhật ký của mẹ từ khi mang thai đứa con cho đến khi đứa con trưởng thành, cả một quá trình. Đó là ca khúc Nhật ký của mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị, Vũ Anh cũng muốn chia sẻ thêm một chút về bài hát Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là một nhạc sĩ cũng còn rất là trẻ, và trong một lần sinh nhật của mẹ thì anh đã sáng tác bài hát này. Và chỉ có với 3 triệu đồng, 1 triệu đồng là thu âm, 1 triệu đồng là quay video và 1 triệu đồng mà để phối âm phối khí, ca sĩ Hiền Thục hát bài hát này miễn phí. Nhưng mà với 3 triệu đồng đó thì tên tuổi của anh đã vang lừng, và bài hát này được tất cả những người Việt Nam yêu mẹ đều rất là thích và bay lên cả thế giới với bài hát Nhật ký của mẹ. Thì chúng ta thấy rằng đúng là nhật ký đó không phải viết cho hôm qua, cho hôm nay, mà mẹ còn sẽ viết trong tương lai. Mẹ luôn dõi theo từng bước chân của chúng ta trên bước đường chúng ta đi, dù mẹ còn hay mẹ đã mất. Xin cảm ơn quý vị. Một ngày tình sương rồi mẹ chợt nghe vụng
về con nói câu mẹ ơi. Chiếc môi mẹ nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, bước chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cùng đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Đầu đến lớp mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve buổi hè hát vang đón chào, ánh mặt trời sáng con đến trường. Ngày ngày đến lớp dần dần con quen bạn bè thầy cô. Vẫn luôn chăm ngoan, nghĩ ngợi từ giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khi buồn bài con thương, sống xa tình mẹ biết bao. Một ngày mẹ thấy con người mù mơ, cánh hồng con giữ trong ngăn bàn. Lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn mù mơ, cánh hồng vẫn giữ trong ngăn bàn. Lá đâu đã vàng, hoa đỗ đã tàn, cứ sau người con của thu sàn. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên. Vâng trăng kia sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng khó khăn trăng bàn, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày trước nắng, một ngày trước mưa, một ngày mẹ nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ còn từng giây phút cuộc đời. Ở nơi phương trời xa.
chúng con yêu mẹ hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ chết, bao ngày mẹ mong con quay về ấm trong đáy lòng. Như bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng mẹ, mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc hòa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc hòa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn quý vị rất nhiều.